truyện tích thứ 97. Chuỗi hạt mân côi cứu cả một thành phố khỏi chết trong vòng lửa đạn. Tại một thành phố gần chiến lũy Maginot của Pháp, khi quân Đức biết đã có rất nhiều sĩ quan, binh lính và người dân vào đấy để trú ngụ hầu tránh bom đạn, thấy tình thế quá căng thẳng, quân Đức đã bao vây chung quanh, chỉ còn nhả đạn và bơm bay V2 thì sẽ tiêu diệt hầu hết sĩ quan, binh lính và dân quân trong đó. Đứng trước tình thế rất căng thẳng, mọi người bảo nhau, bây giờ chỉ còn một phương pháp duy nhất là tất cả tập trung đọc kinh lần chuỗi mân côi, xin Đức Mẹ che chở. Đang khi người ta còn đọc kinh thì có đoàn quân tiếp viện từ đàng xa đánh tập hậu quân của Đức Quốc xã. Thế là quân Đức tự nhiên bỏ hàng ngũ, tháo chạy về căn cứ của chúng cách xa khoảng chừng 10 dặm đường. Quân tiếp viện tiếp tục đuổi theo và đánh một trận khá uy hùng, làm cho địch quân thiệt hại rất nặng. Kiểm điểm lại, quân Pháp không thắng hoàn toàn trong trận này, nhưng cũng đã tịch thu được một số quân trang quân dụng của địch bỏ lại trên chiến trường. Tất cả mọi người sĩ quan cũng như binh lính đều xác nhận là do những chuỗi hạt mân côi mà toàn quân, toàn dân đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ. Xin Mẹ cứu giúp để cho mọi người thoát khỏi chết vào trong tay giặc. Để kỷ niệm một ơn đặc biệt của Đức Mẹ, người ta đã cho xây dựng một căn nhà thờ nhỏ tại đây, mang danh hiệu là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi Chiến Thắng, để kỷ niệm một phép lạ mà Đức Mẹ đã cứu dân quân bằng chuỗi hạt mân côi. Lời bàn, nếu phải kể những ơn đặc biệt như vậy thì không bút nào tả ra cho hết được. Đấy chỉ là một ơn rất nhỏ mà Đức Mẹ đã ban cho những ai có lòng trông cậy Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Tại rất nhiều mặt trận ở thế giới chiến tranh thứ nhất và thứ hai, đã có biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra cho binh lính Pháp và Lê Dương. Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu binh lính của cả hai bên. Chúng ta cũng biết rằng, binh lính của Pháp hay của Đức cũng có rất nhiều người công giáo đi theo của cả hai bên, mà họ đều cũng là những người công giáo có một giáo lý như nhau và cùng là một con cái Đức Mẹ Mân Côi, và họ cũng đều lần hạt kính Đức Mẹ Mân Côi như nhau. Cho nên khi Đức Mẹ cứu ai thì không phân biệt là quân nào, miễn là có lòng tin tưởng vào chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ là đủ.